Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Và ngày hôm nay thì có một chị hỏi mình là làm thế nào để có thể tạo được những cái hình ảnh như thế này. Đó, nhiều cái nội dung. Đó, mỗi tấm hình là một nội dung thì làm thế nào để tạo cái này. Thì ngay bây giờ xin mời các bạn bước vào cái video ngày hôm nay nhé. Ok, thì đây là một cái trang. Ok, các bạn vào cái trang của các vào một cái trang của các bạn. Và các bạn click vô viết bài, đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo thì các bạn click vào cái ảnh này. Rồi đây là những cái dạng mà bài viết khác nhau. Thì cái tạo nội dung như thế này, tức là mỗi hình một nội dung như thế này, thì các bạn hãy click vào tạo thẻ quay vòng ảnh, đúng không ạ? Rồi ở đây thì đòi hỏi các bạn cần phải có một website. Ở đây thì tôi có một cái website của tôi, website cá nhân xuân nhất.net. Nếu như các bạn chưa có website thì nó hơi khó nhá, bởi vì sẽ không làm được. Rồi cái này phải có HTTPS. Rồi, ok, sau đó các bạn click vào cái mũi tên này. Đó, thì nó sẽ xuất hiện những cái file như này, các bạn thấy không? Ở đây thì các bạn có thể thêm những cái hình ảnh. Rồi, ở đây tôi sẽ thêm những cái hình ảnh vào. Đó, các bạn chỉnh sửa lại. Rồi, tôi thêm tiếp nhé. Tôi muốn thêm những cái hình ảnh mới. Chờ nó nạp các bạn xem trước. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó như thế này. Rồi, tôi có thể thêm một tấm nữa. Chờ một xíu này. Thì tôi không muốn xuất hiện những cái file mặc định này, cái hình ảnh mặc định này, thì tôi có thể xóa đi, gỡ đi, gỡ luôn này đi. Đó. Thì nó sẽ xuất hiện những cái file mới này của chúng ta, những cái file mới, ba cái file mới này. Thì các bạn muốn thêm bao nhiêu thì các bạn thêm, đúng không ạ? Ok, thì cái này chúng ta có thể thay đổi nội dung này, ví dụ như là nội dung 1. Rồi bên đây thì nội dung 2. Cái hình này thì là nội dung 3, chúng ta click trực tiếp vào chúng ta sửa, đúng không ạ? Rồi, ok. Và các bạn có thể viết nội dung ở đây, nội dung, và có thể để cái đường link website. Tốt nhất cái website của bạn nên rút gọn link nhá, để tránh vào rơi vào cái blacklist của Facebook thì rất là nguy hiểm, rất là đáng tiếc cho cái website của các bạn. Rồi, link website các bạn để đây. Rồi, đường link. Tốt nhất là đường link rút gọn. À, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái nội dung này xong rồi. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ ngay. Đó. Một chia sẻ ngay. Thì nó sẽ xuất hiện. Đây, các bạn thấy đây. Cái bài đây. Đúng không ạ? Đấy, nó sẽ xuất hiện những cái hình ảnh. Nhắc lại cho các bạn này. Đó, các bạn click vào đây này. Đó. Thì nó sẽ có cái tạo thẻ quay vòng ảnh đây. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau của tôi. Chúc các bạn thành công.